Thế thì đi học là có bị bạn bè trêu không? Có. Các bạn trêu như nào? Trêu như là cái thằng mù này thì chết đi. Hả? Như nào như nào? Gọi là thằng mù mày thì chết đi. Thằng mù mày đi chết đi á? Ăn mù gà mù vịt ăn, canh nó không được ăn, nó kể canh nó cũng không được ăn. Vâng. Cái canh luộc gà đấy là cũng đấy, không được ăn. Nó cũng không được ăn. 9 tuổi. 9 tuổi là lớp lớp 4 nhỉ? Là mẹ hai là luộc gà ăn nhưng mà cái canh luộc gà thậm chí cũng không cho em ăn. Nhưng mà lại đi nói với mọi người là em không ăn. Đường này. Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tàu Giang Mạch. Hiện tại thì cháu Hiệp đang có mặt ở Du Già. Và hôm nay thì hành trình của anh em mình vẫn là vào gặp bà bé Minh. Em chào chị. Chị ơi, cho em hỏi Minh ở đâu nhỉ? Minh chắc đang đi chơi hay đi đâu? Anh đang đi đón. Thế ạ? Vâng. Đấy, anh em mình ngồi đây chờ đi. Anh em mình, các bác, anh chị ở bên kênh Tàu Giang Mạch các bác nhé. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt ở nhà của chú Hùng ở trong chợ xã Du Già mọi người ạ. Thì đối với hoàn cảnh của bé Minh 15 tuổi mà bị mù một mắt đấy, thì hôm đúng giờ này của tuần trước cháu Hiệp có mặt ở đây và cũng lắng nghe được câu chuyện từ chú Hùng chia sẻ. Thì Minh là 15 tuổi và bị mù một mắt rồi, còn một mắt thì cũng rất là khó nhìn. Thì hiện tại trên nền tảng TikTok cũng như là fanpage, thì đối với fanpage trên Tam Giác Mạch ấy là đã được gần 3 triệu người xem rồi. Trên nền tảng TikTok thì có được 1.800.000 lượt xem. Do vậy mà bản thân cháu Hiệp cũng đã nhận được những cái sự đóng góp của các nhà hảo tâm rất là lớn với số tiền gần 14 triệu đồng rồi. Em chào anh nhé. Ở đây anh. Hôm nay anh em mình quyết định vào đây, thứ nhất là để trao đổi với bé Minh cũng như là cố gắng đến xác minh thực tế gia cảnh như thế nào, và cũng sẽ thống nhất cái thời gian để xuống, ít nhất là xuống tuyến Hà Giang để khám xem là mắt của bé Minh như thế nào và có cơ hội để mổ hay là cứu chữa hay không. Thì có rất là nhiều quý khán giả có hỏi anh em mình cái địa chỉ, thứ hai là cái cách thức mà quyên góp. Tuy nhiên thì đối với nền tảng TikTok thì anh em mình không thể chia sẻ kỹ hơn được bởi vì nó vi phạm cái nguyên tắc cộng đồng. Chia sẻ kỹ là sẽ bị xóa kênh luôn. Thế nên là mọi người mà có quan tâm thì cứ follow TikTok rồi là nhắn tin riêng là được. Hoặc là kết nối với Zalo. Đó. À đây rồi. Cháu ra chú nhá. Ra chú. Ra ra ông. Đi đâu về đây? Vâng, chú. Đi chơi bên kia. Vâng. Lâu quá không gặp, một tuần rồi đấy. Đi vào đây. Chào Minh nhé, Minh chào chú chưa? Chào chào chú ạ. À, ngồi đây. Đi đâu về? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi gọi anh chí. À rồi, anh quay phim Minh tí nhé. Gọi Minh thì là gọi anh thôi nhỉ, gọi chú già quá. Đấy, bây giờ Minh mở mắt to ra để anh zoom cái mắt của Minh nhé. Minh nhìn thẳng cái máy quay của anh Trọng kìa. Đấy. Hiện tại là mắt nào của Minh là không nhìn thấy? Mắt bên phải. Bên phải là đen xì luôn đúng không? Vâng. Đấy. Còn mắt bên này là nhìn như thế nào? Nhìn thấy mờ. Đi chỗ nắng thì không thấy. À, trời nắng thì không thấy. Trời nắng thì không thấy. Thế là từ bé là mình bị như thế rồi đúng không? Vâng. Đấy. Minh thì phải nói là rất có duyên với các nhà hảo tâm. Các cô chú anh chị khán giả, Minh ngồi sang ghế bên này, để chú ngồi ghế bên này. Đấy. Anh nói. À ừ anh thôi. 15 tuổi. Chuẩn bị vào lớp 9 nhỉ? Vâng. Đấy. Thế là em đi học kiểu gì? Trong thời gian em đi học thì... Chị nghe thôi đúng không? Chị nghe viết thôi. Ừ. Viết và... Viết vẫn viết được à? Đọc, cô đọc viết thôi. Ừ. Minh cứ nói to một chút không sao đâu nhé. Vâng, không sao. À, cứ nói to thoải mái đi. Thì mình đi học thì có cái trở ngại gì không? Cũng không có. Không có trở ngại gì đâu đúng không? Dạ. Không sao, cứ để đi, không vấn đề gì đâu. Thế thì đi học là có bị bạn bè trêu không? Có.
các bạn trêu như nào? Bạn trêu như là cái thảm mùi này thì chết chứ. Hả? Như nào nhỉ? Chết chứ. Hả? Thế. Như nào như nào? Gọi là thằng mù mày thì chết đi. Thằng mù mày đi chết đi á? Các bạn trêu như thế hả? Nhiều bạn trêu hay là cả lớp hay là có một số bạn đâu? Một số bạn thôi. Là họ trêu mình là thằng mù này mày đi chết đi đúng không? Đại loại là các bạn ấy là không chơi với mình phải không? Các bạn ấy mất gì các bạn cũng bảo là mình không phải là mình, nó cũng bảo là mày ăn trộm tao. Mình có thấy cái gì đâu mà mình ăn trộm được mà bảo mày ăn trộm của tao ấy. Ý là đại loại là mất đồ, mất bút các thứ là họ bảo mình hết đúng không? Là bị như thế. Những lần như thế thì Minh có nói với cô giáo chủ nhiệm không? Không, em không nói. Thế là cũng là sợ. Nói là sợ là bị các bạn lại tụ tập và bắt nạt. Đấy. Đấy, nên là không dám nói. Thế thì mình bị các bạn phân biệt như thế từ lúc lớp mấy? Lúc lớn 4 lên lớp. Đến bây 7. Giờ. Từ lớp 4 lên lớp 7, lớp 8 như bây giờ. Bây giờ là chuẩn bị vào lớp 9 nhỉ. Minh là có thích đi học không? Có. Có hả? Thì chú thông báo, anh thông báo với Minh nhé, hôm nọ anh cũng gọi điện rồi. Thì sau khi mà anh có chia sẻ lên Facebook cũng như là trên TikTok thì có các cô, các chú, các anh, các chị ở trong và ngoài nước người ta gửi tiền cho em nhé. Trong đó là có chị Huệ Gạo ở Yên Bái là gửi 200 này, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là gửi 500, chị Thanh KT là gửi 500, Vũ Đức Thắng là gửi 1 triệu này, Trần Biên Cương gửi 10 triệu và Xuân Trương gửi 500, Lê Thị Loan gửi 200 và có một bác có gửi cho cháu Hiệp là 2 triệu, trong đó là 1 triệu là dành cho bé Minh và 1 triệu là ghi là ủng hộ cho cháu Hiệp. Thì chỉ có cái mã giao dịch của ngân hàng là 1000A88203 và 1000A72203. Đấy là mã giao dịch, cháu Hiệp không thấy tên người gửi. Do vậy mà chỉ có cái mã giao dịch thôi. Đấy. Thì chú Hùng ơi, chú ngồi đây chú cháu mình tâm sự một tí nhỉ. Phỏng vấn chú một tí. Tại vì là hôm trước cháu vào thì chú Hùng là người mà dẫn dắt cháu Hiệp đến để quay bé Minh. Phải nói thật là như vậy. Rất là tình cờ là cháu Hiệp đang đi chơi chợ như thế này, chơi chợ phiên, thì chú Hùng chú ấy có biết đến cháu Hiệp và nhờ cháu Hiệp đến chia sẻ những cái thước phim liên quan đến bé Minh. Thì mình cũng vừa hỏi qua một chút thì Minh là 15 tuổi rồi và trong nữa thì sẽ chia sẻ kỹ hơn. Tuy nhiên thì trước nhất là cũng thông tin với chú là rất là mừng là có các anh các chị là đóng góp được hơn 13 triệu rồi. Thì trong thời gian tới là cháu sẽ bàn bạc xem là đưa đi khám mắt xem như thế nào. Đấy. Như thế nào? Đấy. Đây, cháu kẹt cho chú để nói to hơn đi. Nhưng mà thì nó ồn quá. Đấy. Chú rất là cảm ơn cháu với lại tất cả anh em bạn bè giúp đỡ mình. Vâng. Mình thì chú cũng trước chú cũng không biết nó. Vâng. Nó hay về giúp nhà hàng xóm bên kia. Vâng. Xong chú thấy khổ khổ thì thấy nó cứ chịu khó, xong là một ngày nó đi làm chỉ được 30.000 thôi mà nó. Vâng. Tính ra nó đi 2 ngày, một hôm trước nó đến rồi hôm sau nó mới làm việc cho họ. Thì chú mới hỏi nó thì nó mới kể sau đó mới chú mới biết. Vâng. Là chú mới cho nó về ở đây cùng. Vâng. Xong chú cũng thấy mắt nó không hỏng nữa. Vâng. Xong mới mong là mọi người giúp được nó. Chú một mình chú cũng không giúp được nó. Vâng ạ. Thế thì chú mới gặp cháu, mới nhờ cháu cho tất cả mọi người biết để giúp nó. Vâng. Gia đình nó cũng rất là khó khăn. Xong rồi nó thì cũng mồ côi từ bé rồi. Vâng ạ. Được. Sau khi nó về nó cũng nói chuyện là nó được 2 tuổi thì mẹ nó mất. Vâng. Trong bố nó thì cứ đi
toàn đi làm thuê đi ở ngoài hết. Sau đó nó lấy mẹ hai về thì cũng đối xử với nó cũng không được tốt. Vâng. Nó cũng kể là rất là khổ, nhìn ăn nhìn đói. Có cái ăn thậm chí họ còn giấu giếm đi không cho nó không được ăn. Vâng. Và cái đấy là nó bây giờ nó kể cho các chú cũng được mà. Cái đấy thì nó kể lại cho chú thì chú cũng thương nó thì chú cũng nhờ các cháu cho mọi người giúp đỡ nó cho cái mắt nó sáng để sau này nó đi học nó còn có cơ hội để thoát khổ. Không là nó cứ kể thậm chí cơm có rau có thịt ngon mẹ còn giấu đi, bố thì đi làm thuê quanh năm suốt tháng. Vâng. Trước thì đi làm Trung mẹ Quốc. Mẹ hai đúng không? Mẹ hai đấy. Vâng. Trước thì toàn đi làm Trung Quốc xong rồi bây giờ về thì cũng toàn đi công ty không ở nhà, nó toàn ở với mẹ hai. Vâng. Thế thì làm nhiều, ăn uống thì không được ăn. Vâng. Sau đó mẹ nó thì ở với mẹ hai thôi thì nó cũng không được tốt lắm. Vâng. Khổ rất là nhiều. Xong rồi hỏi bảo bố sao bố không thương mày, sao mày đi như thế, mà nó bảo là bố đi làm thuê suốt nó không ở nhà. Nghĩa là bố là không ở nhà. Đấy, hàng xóm nó hỏi bảo tại sao không cho nó ăn uống đầy đủ có cái ngon không cho nó ăn. Thế thậm chí mẹ nó còn nói dối hàng xóm là nó không ăn nhưng mà thực ra nó không được ăn. Đúng. Không được ăn chứ đúng không rồi. Phải là không ăn. Vâng. Tức nghĩa là người mẹ kế là có nói là ý lại là người tốt đi. Ừ, là có cho con ăn nhưng mà con không con ăn. Con ăn nhưng mà thực ra nó không được ăn. Thực tế là chỉ giấu đi không được ăn. Gì ăn, mổ gà, mổ vịt ăn, canh nó không được ăn, nó kể canh nó cũng không được ăn. Vâng. Cái canh luộc gà đấy là đấy, cũng không được ăn. Nó cũng không được ăn. Vâng. Đấy là cơ duyên là mọi người hiện tại nhé. Duyên là mọi người hiện tại anh em mình đang ở nhà chú Hùng thôi, đây không phải là nhà của Minh nhé. Cái không gian mà anh em mình ngồi nói chuyện này là của nhà chú Hùng ở trung tâm xã Du Già. Và cái cơ duyên để mà chú Hùng hiện tại gần như là cưu mang và bảo hộ cho bé Minh là một lần rất là tình cờ. Chú Hùng có kể đấy là Minh là đi làm ở bên này và với một ngày công là bao nhiêu tiền lúc đấy hả Minh? 30.000. Lúc đấy là làm công việc gì? Đi rửa bát, quét nhà. À, đi rửa bát, quét nhà. Cho quán phở. Có được ăn cơm cùng không? Chắc là được ăn cơm cùng không? Đúng không? Cơm. Được ăn phở. Không được ăn cùng. Một ngày 30.000 đồng. Đấy, những cái lời chú Hùng vừa nói là cháu tâm sự, em tâm sự với chú Hùng phải không? Đấy, là tất cả là như vậy. Đúng chưa? Đấy. Hiện tại thì phần lớn là ở đây hoàn toàn chú nhỉ? Vâng. Có bao giờ là về không Minh ấy? Bây giờ hiện tại là nó đang ở đây, nó không về. Không muốn về nữa. Bây giờ không muốn về nữa, về là bây giờ về cũng có cái gì ăn đâu em. Ừ. Về, hiện tại về. Ở đây là chú Hùng còn đang... Bây giờ bố nó đang ở nhà, nhưng mà bố nó thì nó ở nhà một thời gian thôi, nó lại đi bẻ ngô các thứ xong nó lại đi làm thuê. Thì không ở nhà. Thế thì bây giờ anh hỏi nhá, là em thích ở đây hơn hay là thích về nhà hơn? Em thích ở nhà, nhưng mà ở nhà thì cũng không có gì và... ở nhà không có tiền thì về đây là kiếm tiền về để em được tiền mua quần áo để dành cho đi học lớp 9. Rất là có chí hướng để đi học đấy. Cố gắng làm thuê để có tiền mua quần áo đi học năm học mới. 9. Thế thì về nhà thì có cái áp lực nào mà khiến em không muốn về nhà không? Không. Về nhà thì như chú Hùng nói đấy là mẹ của bố vợ của bố đấy đối xử với mình như thế thì đây có phải là lý do mình không muốn ở nhà không? Dạ không. Ừ. Đấy thì chị từ bé thôi, bây giờ lớn nó không dám làm thế. À, ý là lúc mình còn bé thôi. Ừ, bây giờ lớn là cũng cố gắng làm được. Vâng. Các cháu lớn rồi thì biết rồi thì là sẽ không dám đối xử là như vậy nữa. Hiện tại là bố ở nhà đúng không? Với vợ hai của bố là ở nhà. Đấy, Minh thì là duy nhất thôi đúng không? Đẻ được Minh là mẹ mất rồi đúng không? Đấy, do vậy mà Minh là không có anh em. Mà mẹ sau là lấy bố là có mấy cháu rồi? Hai anh em rồi. À. Thế thì như này là cũng các cụ cũng nói rồi, phận gì nhẻ con chồng nó rất là khó. Chồng nếu mà người bố ở nhà thì có thể là lo được cho con, nhưng người bố không ở nhà thì con lại sẽ là ở một chế độ khác ngay. Đấy. Tức nghĩa là vắng bố một cái là
là mẹ lại đối xử một kiểu. Thật sự là câu chuyện như chú Hùng chia sẻ đây là lúc mà như chú Hùng nói đây là lúc đấy là em khoảng mấy tuổi? 9 tuổi. 9 tuổi là lớp lớp 4 nhỉ. Là mẹ hai là lùa gà ăn, nhưng mà cái canh lùa gà thậm chí cũng không cho em ăn. Nhưng mà lại đi nói với mọi người là em không ăn. Bây giờ thì chuẩn bị vào lớp 9 rồi. Do vậy mà lớn rồi thì cái đối xử của gọi là đấy gọi là dì ghẻ đấy nhỉ, là đỡ hơn. Thì bây giờ tại vì cháu thì cháu nhận kêu gọi rồi cũng không biết xử lý thế nào thì mới phải vào đây gặp chú. Thứ hai là để lên trực tiếp gặp bố xem là đi Hà Giang khám, trước nhất là khám để biết là mắt bị như thế nào. Thứ hai là phẫu thuật hết bao nhiêu thì bọn cháu mới biết kêu gọi tiếp. Đấy, thật ra thì rất là nhiều khán giả có hỏi anh em mình là Minh, tiền phẫu thuật hết bao nhiêu và có cứu được cái mắt hay không. Nếu mà được thì nhiều nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ tài trợ 100%. Tuy nhiên thì anh em mình cũng vẫn phải là đi khám, đi kiểm tra rồi mới biết kết luận là như thế nào. Tuy nhiên thì với tình hình hiện tại ấy, là cái phần con nuôi của Minh ấy là bị trắng gần như là đục thủy tinh thể thì phải. Hai bên là trắng hết rồi. Một bên trắng nhiều. Cái này theo cháu nghĩ là bị đục thủy tinh thể chứ không phải là bị cái gì đâu. Cái này có khi nếu mà đi hút được không nhỉ? Hút là hút hoặc là phẫu thuật hay là cắt cái lớp giác mạc đi hay là như thế nào đấy. Cắt giác mạc đi là không, là phải có giác mạc khác. Phải thay. Đấy. Thì hiện tại là mắt bên phải của bé Minh là mù hẳn rồi. Đấy, anh nói thế em cũng đừng buồn nhé, bởi vì là sự thật thì anh cũng phải miêu tả đúng để các bác có thể có cách giúp đỡ. Là mù bên phải rồi, bên trái thì là nắng là không nhìn thấy. Bình thường như thế này có ngồi nhìn thấy rõ mọi người có không? Nhìn rõ anh không? Nhìn rõ nhưng mà bờ nó không được. Cũng như là cận. Bây giờ từ đây đến chị là có nhìn thấy không? Mờ mờ thôi. Đây khả năng là bị kiểu viễn. Viễn là không nhìn thấy xa. Còn cận là không nhìn thấy gần. À cận, cận. Cận thị. Cận thị. Viễn thị là... không nhìn thấy gần đúng không? Cận là nhìn thấy lân cận. Viễn là rồi rồi xa. Rồi đấy, thì đấy là hiện tại trước mắt anh em mình test về màu sắc em có nhìn thấy chuẩn không? Bình thường em chỉ nhìn rõ nhất là màu gì với màu gì, chắc màu đỏ với màu vàng thôi, hai màu nổi bật đấy thôi đúng không? Xem nào, bây giờ anh thử hỏi Minh một chút nhá. Bây giờ em nhìn thấy cái quạt đang quay màu gì không? Màu vàng à? Thế là không phải rồi. Là một nhá, là nhìn cái quạt màu vàng là sai này. Bây giờ em nhìn ông mặc áo màu gì? Ừ, ông đang ngồi mặc áo màu gì? Màu trắng nhưng mà không thấy rõ. Như màu trắng nhưng mà không thấy rõ hả? Thì là màu trắng nhưng mà nó bị lóa đúng không? Thì ông mặc áo màu trắng. Ảo ảnh đó. Thế thì bây giờ mình sẽ test thử đi. Em đứng dậy xem nào. Em đứng dậy em nhìn cái bình chữa cháy, có biết cái bình chữa cháy không? Em có. Màu gì? Có nhìn thấy không mới là vấn đề. Có nhìn thấy không? Cũng thấy mà nhìn như kiểu mờ mờ. Mờ mờ. Màu gì? Như màu đỏ nhưng mà không thấy. Thật ra là em ấy đã nhìn thấy rồi, đã nhìn thấy bình cứu hỏa, mình biết sẽ là màu đỏ. Nhưng mà bây giờ là màu đỏ nhưng không nhìn thấy gì. Đấy. Tình trạng mắt là nhìn thấy xa, đây từ đây đến chỗ cái quạt mình cứ tính là khoảng 10 mét thì đã thấy 5 mét rồi. Là đã mờ và lóa rồi. Chỉ nhìn thấy gần thì nhận diện những cái màu sắc đơn giản thì nhìn được. Đó là về cái tình trạng mắt của bé Minh. Thì với tất cả những khán giả mà muốn đóng góp để mà giúp đỡ cho Minh ấy thì mọi người cứ yên tâm là tất cả những cái hình thức mà anh em mình kêu gọi thì đều minh bạch thôi. Ngoài ra thì muốn biết được là chi phí phẫu thuật bao nhiêu rồi là có cứu được mắt hay không ấy thì câu trả lời nó vẫn phụ thuộc vào bác sĩ tuyến tỉnh và tuyến trung ương, chứ còn anh em mình thì không có một cái chuyên môn gì cả, do vậy mà không biết được. Thì vừa tâm sự qua với tất cả mọi người
với cô bác anh chị và khán giả về bé Minh. Tạm thời thì mình gọi Minh là bé, cậu bé mù một mắt. Minh một mắt 15 tuổi. Và cái câu chuyện mà có lẽ là cái thời học sinh mọi người những đai đã trải qua mà bị bạn bè khinh bỉ hay là phân biệt ấy, thì nó là một cái sự gò bó, và cái điều đấy là dẫn đến tự kỷ rất là cao. Đấy, ngoài ra thì những cái sức ép từ người mẹ kế trong cái quãng thời gian tuổi thơ của bé mà bị phân biệt đối xử, như mọi người thấy là cái quá nhất là không cho ăn thịt rồi, nhưng mà cái nước luộc thịt cũng không cho ăn, thì thật sự là một cái câu chuyện mà đỉnh điểm nhất vẫn là đi nói với mọi người là Minh không ăn, chứ không phải là không cho Minh ăn, nó lại là như vậy. Thế nên là hôm nay anh em mình đến, thứ nhất là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã gửi từng đấy số tiền về để mà trước mắt là hỗ trợ trong quá trình đi thăm khám xem là như thế nào. Thì bây giờ Minh xem là như thế nào. Thì bây giờ Minh có thẻ bảo hiểm không? Dạ, em biết như có hay không. Không biết là có hay không ấy. Bây giờ là có vấn đề đấy. Cái này thì phải nhờ chú Hùng liên hệ với nhà trường. Đấy. Hỏi xem có không. Thì bây giờ mà đi khám thì Minh có đi không? Em có. Có khi là cũng hỏi bố thôi để xem là có không. Thì anh em mình sẽ có một cái thước phim nữa đến tận nhà của Minh để xác minh và gặp người bố. Sau đó là sẽ trao đổi cái việc đi khám. Một là bố đi, hai là bố ủy quyền cho ai đi thì phải có giấy ủy quyền. Thì mình cho bố thêm đi. Vâng, thì mới đi được. Nhà thì phải cho bố thêm đi. Vâng. Nhưng mà liệu người bố có đồng ý đi không? Bố không đi thì mình phải đến gặp thì mới biết được là tâm sinh lý của bố như thế nào, bố có hòa đồng hay là bố có thương con hay không thì mới biết được. Đó. Bố của Minh là bao nhiêu tuổi nhỉ? Minh chia sẻ lại với mọi người đi. Bố của em là 38, gần 39. 38, 39, thế là sinh năm 9, 8 mấy nhỉ? Đúng không? Không phải, năm... Chắc là... Xem nào, hôm nọ Minh có nói rồi nhưng mà anh có lưu lại hay không anh cũng không nhớ lắm. Đây, bố là... Bố là 1990 nhỉ? Yeah. Là thành 33 tuổi rồi. 33 tuổi á, nhưng mà 33 tuổi thì trẻ. Đấy. Còn mẹ thì mất rồi, và 2 tuổi mẹ mất là sau đó là bố lấy thêm vợ mới. Thì Minh gần như là lang thang, phải nói là lang thang. Nhưng mà cũng rất mừng là vẫn được đi học, đến hiện tại là lớp 8 rồi. Thế cái thời điểm mà mẹ mất ấy, xong là cuộc sống của Minh như thế nào? Vâng. Vâng ạ. Nếu mà học về môn vật lý nhỉ, vật lý hay môn hóa nhỉ, thầy Dũng. Thế lúc mà mẹ mất xong thì Minh ở đâu? Dạ ở xã Long Hồ. Lại đi xã Long Hồ ở à? Ở với ai ở đấy? Trước là ở xã Long Hồ thôi. À trước ở đấy. Vừa mới chuyển về đây. Mới chuyển về đây từ... Bố đã chuyển về đây từ lúc em bé rồi, không biết rồi. À đấy là không nhớ đúng không? Nhưng mà lúc mẹ mất là mất ở bên Long Hồ hả? Vâng. Ừ. Sau đó là mình chuyển về đây. Ừ. Thì dạ, người gốc Lũng Hồ. Dân tộc Mông à? Vâng. Người Mông. Nhưng mà hôm nọ gặp là không nghĩ người Mông đâu. Bởi vì nhìn rất là khôi ngô tuấn tú và nói rất là sõi. Vì sang bên này là hầu như là toàn tiếng phổ thông rồi. Đây. Ở đây thì được tiếp xúc gần như là phổ thông hết rồi. Vâng. Thế là về đây ở với bố và được đi học bình thường cho đến lớp 6 là mình ra đây. Đúng không? Lớp 4. Lớp 4 là ra đây học rồi. Là mình đã bắt đầu đi bươn trải tự kiếm tiền như thế này rồi. Không, lớp 7 mới bắt đầu tìm. Lớp mà là bắt đầu đi làm những cái đồng tiền nhỏ nhỏ đây đúng không? Thế từ lớp 4 đến lớp 7 là em vẫn hay về nhà với bố chứ? Có. Ừ. Một tuần về một lần hay là mấy tuần về một lần? Một tuần về một lần. Ừ. Lúc nghỉ hè thì ở nhà cả tháng. À. Ở nhà làm những gì? Nhà chị đi lấy cỏ với lấy rau lợn thì như thế. Ừ. Đến lúc đấy là mẹ có đối xử tốt với mình không? Dạ, lúc bé thì không. Lúc, từ cái lớp 4 trở đi đến bây giờ đó thì là bố mẹ có đối xử tốt không? Dạ.
có. Ừ. Là vẫn được bình an bình thường. Chỉ có một lúc mà mới mẹ mới về thôi đúng không? Mẹ mới về từ 3-4 tháng thì không... Thì là như vậy đúng không? Ừ. Thế là hiện tại là đang ở nhà chú Hùng và làm việc. Thì bao lâu là mình về? Hay là lúc nào có việc thì về? Lúc nào có việc thì về, bố gọi điện xuống thì về. Ừ. Bố xuống đón không? Bố nhớ... Bố bảo là cúng. Nó sao từ đi chú lại đường nó đi. Thế ạ. Ở đây đi thì bao nhiêu phút hả chú? Đi chắc tầm 15-20 phút đấy. Xe là đến tận cửa nhà luôn. Vâng. Mình chia sẻ với mọi người như vậy sơ lược qua một chút về hoàn cảnh thôi. Thì trước nhất là rất là cảm ơn là chú Hùng đã nuôi nấng cũng như là tạo điều kiện cho Minh có cái cơ hội được giống như bao đứa trẻ khác có ăn có mặc rồi là sống trong một cái môi trường rất là tiến bộ ở đây. Nếu mà ở trong xóm thì khả năng là Minh không được đi học rồi. Đấy. Thứ hai là chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã đóng góp tiền. Thì video này cháu Hiệp ghi hình vào cuối tuần thì khả năng là đầu tuần tới thì anh em mình sẽ lên kế hoạch. Bởi vì hiện tại là Minh chưa đi học, do vậy mà làm sao cố gắng sớm nhất để chữa được cái mắt sáng thì cái quá trình học tập nó sẽ tốt hơn. Thì đây là lần đầu tiên cháu Hiệp chia sẻ thôi, còn ở trên nền tảng TikTok với cả Facebook thì quý khán giả đã phải nói là cái sức ảnh hưởng của Minh đã là quá là viral rồi. Tổng tất cả hai nền tảng lại đã hơn 5 triệu lượt xem rồi. Do vậy mà với những khán giả có lẽ là không còn xa lạ với bé Minh nữa, thì rất mong là mọi người sẽ cùng nhau đóng góp để nếu như mà có kết luận là phẫu thuật mắt hay làm gì đó thì sẽ cần đến nhiều tiền, thì anh em mình có cái trang trải và giúp bé Minh. Thì trước mắt là hôm nay đến đây để gặp Minh và xác minh đã cũng như là chia sẻ tới mọi người cái hoàn cảnh sống của Minh hiện tại, thì là đang ở nhà chú Hùng và giúp chú Hùng phụ những cái việc nhà rất là nhỏ. Thì bây giờ mình đã có từng đấy tiền rồi thì sẽ cố gắng đi xem là mắt như thế nào nhé. Để anh thì anh rất là có, phải nói là có duyên với Minh đấy, cho nên là mới có hành trình quay trở lại. Đúng ra là tuần trước anh em mình có ghi một thước phim rồi, tuy nhiên thì phải nói là rất là gấp gáp, do vậy mà cũng chưa thể nào xây dựng được một cái câu chuyện nó đủ để lan tỏa tới mọi người. Thì sau khi mà tìm hiểu cũng như là trao đổi với chú Hùng rồi trao đổi với bản thân cháu Minh, thì cái câu nói mà đọng lại đối với tao giống mạch cho đến thời điểm hiện tại vẫn là đi học và bị bạn bè nói là thằng mù. Và hôm nay nghe được thêm một cái câu chuyện nữa là bất cứ cái đồ gì mà các bạn mất ấy thì cũng đều đổ cho Minh với một cái ngoại hình mà có lẽ là không ai mong muốn. Ở đôi mắt thôi, khiếm khuyết ở đôi mắt là mù hẳn một bên này. Bên này thì vẫn nhìn thấy nhưng mà với cái thị lực yếu như lúc nãy anh em mình test đấy. Ly tầm 4-5 mét thôi. Đấy. Thì trong nữa thì anh em mình sẽ chèn một vài cái shot ngắn để mọi người hình dung ra được cái mắt của Minh như thế nào. Nhưng mà khả năng là bị đục thủy tinh thể là nhiều. Vì phần lớn cái con ngươi lòng đen ấy thì lại có một cái mảng trắng rất là lớn. Như bé Dính thì nó trắng hẳn. Cái phần đồng tử là nó trắng hẳn, tức nghĩa là mù hẳn rồi. Thì không hiểu sao là lại bị như thế này. Thế từ bé là mình bị như thế này rồi. Đấy, chứ đây là bẩm sinh chứ không phải là bị tác động vật lý gì đâu. Đúng không? Ừ, bẩm sinh. Đấy. Nghe đâu đấy là người Mông có cái câu chuyện là bảo là lúc bé mà để cái sữa mẹ rơi vào mắt đấy. Anh đấy, đấy là câu chuyện thôi, chứ còn anh em mình không mê tín hay là anh em mình không không phản khoa học như vậy đâu nhé. Mà người Mông thì người ta có một cái câu chuyện là thời bé mà sữa mẹ rơi vào mắt ấy, thì nó sẽ gây mù lòa hay là gây bị như thế này. Nhưng mà đấy là câu chuyện của người Mông thôi, cháu Hiệp chỉ tâm sự với mọi người thôi. Thì vẫn phải đi khám, vẫn phải đi xem, hy vọng là sẽ cứu được cái mắt còn lại. Cái mắt mà thị lực bằng không này ấy, thì không biết là cứu như thế nào, nhưng mà nếu mà cứu được mờ mờ và thấy bên này mà nét ấy thì cũng còn đỡ. Đấy. Hoặc là khả năng cắt kính thì bây giờ có thể là chưa
mình phải đi khám đã. Phải đo đã. Khám xong để bác sĩ kết luận đã, xong mình mới đi đo mắt sau. Đấy. Còn hiện tại là vẫn còn đang đục như thế này thì phải đi khám để bác sĩ ra kết quả đã. Đấy. Rồi chúng ta sẽ tính phương án khác, chứ hiện tại mà bảo đi cắt kính thì nó không hợp lý. Ừ. Vì chúng ta chưa biết nguồn rõ gì, đi cắt kính thì thành phí ra, không thời gian. Thế thì khả năng là trong tuần tới thì mà đi thì chú Hùng tạo điều kiện cho cháu nó đi. Ở đây nó không làm gì đâu. Nó về gì giúp quét nhà, xong rửa bát. Vâng. Cái gì nó làm nhẹ nhẹ thì nó giúp thôi. Vâng. Nhà còn ăn ở nhà chú là không phải là làm nông đi cày đi cấy đi, nó không làm cái gì. Vâng. Tức là việc nhỏ thôi, việc vặt thôi. Quét nhà rồi là rửa bát các thứ thôi. Đấy. Thật sự là rất tuyệt vời mọi người ạ. Lần đầu tiên anh em mình có một cái hành trình quay trở lại Du Già và giúp đỡ một hoàn cảnh như thế này. Do vậy mà mong rằng mọi người sẽ cùng lan tỏa. Và bây giờ thì anh em mình sẽ tạm thời là dừng ghi hình thôi để mà tiếp tục cái công việc. Khả năng trông nữa thì anh em sẽ lên nhà của Minh. Mọi người cứ theo dõi cái video của anh em mình đến nhà của Minh xem là như thế nào, gia cảnh ra làm sao. Cũng như là cái phương án để mà tuần tới đi. Đi thì sẽ là đi xe của cháu thôi, chứ cũng không có gì khó khăn cả. Cháu sẽ đưa và đón tận nơi. À đấy đấy đấy. Cũng được. Đúng rồi. Đỡ tốn cái khoảng cách là từ đây ra Yên Minh xong đi cùng em. Đấy. Có thể là mình sẽ xuống phải... Hà Giang trước để đợi. Bây giờ mình xuống. Mình sẽ đưa sẵn luôn. Cách xuống là vâng. Mấy anh em với cháu ở Hà Giang đợi là được. Vâng. Cái tiền thì bây giờ Minh có cần tiền để làm cái gì không? À, em không cần. Hả? Em cũng không cần. Không sinh hoạt gì nhiều đâu gì, tại vì ở nhà chú Hùng thì đã là chú Hùng lo hết rồi đúng không? Đấy. Tiền thì cháu Hiệp là đã cầm ở đây rồi, tuy nhiên thì bây giờ đưa cho Minh thì nó cũng không được tiện, bởi vì trẻ con thì không biết thế nào cả. Thì cháu Hiệp vẫn xin phép là giữ để mà đến khi đi khám bệnh rồi khám mắt ấy. Mà như thế nào thì cháu Hiệp sẽ công khai ở trên video chi tiêu những gì và còn dư bao nhiêu sau khi mà chữa bệnh chữa mắt xong hết rồi mà còn dư tiền thì cháu Hiệp cũng sẽ công khai và sẽ trao toàn bộ lại cho Minh. Đấy. Hôm nay anh Quẩy đi đâu ấy? Không biết hỏi. Đâu đây là cũng ở một đấy. Em. Là anh em biết nhau hết. Anh Quẩy thì đã xuất hiện trên kênh của cháu Hiệp nhiều rồi, là một một người mà được rất là nhiều quý khán giả yêu quý. Hôm nay gặp nhau ở đây, anh Quẩy thì được cái là vừa điếc lại vừa câm, nhưng mà một con người rất là giỏi, cái gì cũng biết. Đấy. Nhưng mà ông trời, dạ. Mà thương bà lại cho đấy, Hiệp cầm đưa cho bé Minh. Cho một đồng lấy tiền uống nước nhá. Minh xin bà đi. Cháu cho đồng uống nước đây là bà gặp ở đây chưa? Xin bà. Đúng là cảm ơn bà thôi. Cháu cảm ơn cô nhé. Bà không có gì đâu. Dạ. Đến bệnh viện Yên Minh hôm cái thằng nó gần chết, cô cũng cho 700 nghìn. Vâng. Cảm ơn bà nhiều. Chỉ đi từ thiện nhiều thôi, dạ. Không phải làm gì ấy đâu. Vâng, cháu cảm ơn. Mình phải đi ra cho cầu xe ra 1 triệu. Vâng ạ. Nhưng mà nó vào xong rồi, nó cứ bảo, nó chửi chết, nó đã bảo đem về để thu. Dạ. Mình chửi ác quá xong rồi thôi ra, đây mình có 700 đưa 700. Vâng. Ôi, cảm ơn. Vâng ạ. Chúc cô luôn luôn là bán được nhiều hàng nhé, để có thể là có cái... Giúp đỡ nhiều bà con. Giúp đỡ nhiều bà con hơn. Mình làm cũng có con mà. Vâng. Vâng. Không cho 100, không cho 1 triệu. Vâng ạ. Một đứa bà cũng già đây không có xe về, ta có con mà nặng nữa. Vâng. Ta chở vào đây. Vâng. Hết bao tiền tao chở cho bà luôn con cả. Vâng. Xe của nó. Vâng. Bé đứa trẻ con mấy ngày bao giờ nào đi mua. Dạ. Không được cả xe của nó. Vâng. Còn ai cho 100 nghìn tiền xăng hay 50 tiền xăng hay gì đi về, không ai giàu nghèo cũng như mình ấy thì. Vâng ạ, cảm ơn tốt anh quá anh rồi. Vâng ạ. Anh gọi là dặn Minh nhé. Lần sau ai mà có quà hay có gì mình hai tay mình xin nhé. Mình không được một tay, nhớ chưa? Là phải biết cảm ơn, được chưa? Đấy là sẽ dần dần, đi học các cô cũng dạy thế mà đúng không? Đấy là cái lễ phép thôi nhé. Còn bây giờ thì anh em mình xin phép dừng cái video này tại đây. Một lần nữa là chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hy vọng rằng mọi người... cùng đăng ký để mà theo dõi những cái hành trình anh em mình đến với gia đình, xác minh xem như thế nào và đi thăm khám xem nào kết luận cuối cùng là như thế nào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Uống nước đi chú.